Rồi, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy mẫu ba lô với cái liều nha. Thì hai cái mẫu này thì em bán nhiều lắm nha anh em. Thì cái mẫu ba lô với liều này á, thì cái ba lô á là mình có thể đựng được tất cả các như mình thì mình đi bảy anh em. Thì thường là anh em để vô một cái ba lô rồi mình đi quải đi chung cái một hết luôn. Thì như vậy nó tiện. Thì cái ba lô này nha, thì nó có thể là đựng rộng rãi lắm, đựng được một cái liều nha. Anh em nè, đựng cái liều trong này, đựng lo anh em đựng bảy hoặc là đựng một hai bộ quần áo nữa anh em. Thì nó bình thường thôi, thì cái này nó rộng rãi lắm. Thì cái ba lô này anh em, thì nó may bằng da nha, cái này may bằng da dày lắm. Thì cái lớp ngoài á là một cái lớp may bằng cái lớp da dày nhung mềm anh em, mềm mại lắm. Thì cái màu á là màu nhộm cái màu gần ghi nha anh em, màu cây ha, những cây khô lá nè. Thì cũng là ngụy trang luôn nha nè, lá khô luôn ha nè. Thì nó có nhiều ngăn lắm, những cái ngăn này anh em có thể nhét đựng nhiều ngăn lắm nha, đồ khác nhiều nhau. Thì mình có thể đựng các nhân viên của mình đây nè, qua đây nữa ha. Anh em nhét được tùm lum hết trơn ha. Thì nhiều lắm, anh em đựng có thể nó rộng, đựng thêm mấy bộ đồ nữa. Thì nó may bằng da này cực kỳ dày luôn. Thì cái da này anh em có thể như ví dụ như giờ anh em đựng đừng lo mà mình đi ngoài trời mưa, nó sẽ nước mưa nó sẽ không có thấm được vô trong nha nè, không có ướt đồ, nó hư đồ của mình. Thì khi đồ điện tử là mấy cái bẫy giò cáp giò ấy rồi nè, nó sẽ bị thấm vô, nó sẽ mà hư. Còn khi mà anh em cái ba lô này thì nó sẽ không có hư. Cái dây kéo của nó, dây kéo bằng kim loại luôn nha nè. Cái ba lô này bền lắm, ba lô này những anh em mua mà xài rồi anh em ta lắm nha nè, mua xài nó cực kỳ bền luôn, nó dày lắm. Thì cái ba lô này hiện tại thì em đang bán giá là 250 nha nè anh em. Cần mẫu ba lô này alo em ha, phải một cái một đi luôn nha nè, một chuyến một ha. Còn cái này là cái liều ha. Thì cái liều này thì em lúc trước là đa số là em quay á nè, em quay thì em dựng lên em quay không, rồi sau này khi em quay vô trong này thì cái chỗ nó hơi chặt thì anh em thông cảm, em không có dựng lên được nha. Thì cái liều này thì một bề cao của nó là 1m2, bề ngang 1m nha nè, cao bên 2000m ha. Đây là giải dù bóng nha, giải dù bóng này trời mưa á nè, trời mưa nhỏ nha, mưa nhỏ mưa phùn thì nó sẽ không có vô trong được ha. Em có làm clip tạt nước rồi vô luôn á nè, thì xịt nước vô á thì nó không có thấm được vô trong. Thì như lúc bạc vậy nè. Thì ở trong này thì em có để thẳng mấy chân cắm chân này luôn. Cái liều này thì nó bị ngang của nó là nó có bốn cái cửa nha nè, có dây kéo gì luôn nè, bốn cửa mình kéo ra mình hé mình dòm á, ở nơi nào mận chim mà nó bay đi bay về mà mình không có chỗ ẩn nấp á nè, mình ngồi dựng cái liều lên mình ngồi ở trong á thì nó tiện lắm. Chim nó bay đi bay về nó không thấy mình, nó tưởng nó là cái cây cái gì đâu, không à, cái gì cũng vào này mà quỷ trang mà cái bụi cây á nè, dựng lên hiện tượng bụi cây mình ngồi ở trong mình hé ra mình quan sát. Thì như mà mũi hay là con này kia nào nó cũng cắn được, nắng mưa rồi nó cũng tiện lắm. Thì giá nó cũng rẻ nữa nha nè. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 380 là bao phí luôn nha nè. Ngoài thị trường thì người ta bán cũng nhiều giá lắm. Cái chỗ bao của chỗ không thì nó cũng nằm khoảng tầm 300 mấy cũng đồng giá, tính ra người ta không bao á thì nó cũng vậy thôi anh em. Thì bên em bao phí cho anh em luôn ha. Thì là 380 bao phí cho anh em nha nè. Thì anh em cần mẫu liều này alo em ha. Gọn anh em nẻ vô cái một đi, cái một luôn nha nè. Anh em có nhu cầu cái mẫu liều này alo em. Thì ngoài ra bên em có bán nhiều mặt hàng đó, từ 7 cho tới lụp chích quất chim giả mắt xéo trần nghịch đầy đủ hết trơn nha anh em. Thì các bẫy bắt những con chim đó đều có nha anh em, lo phụ kiện lo đi kèm, như là lo anh em có xài hư món nào đó như mất điều khiển hay là pin chai hay là gì, bên em đều có bán thay thế hết trơn nha anh em. Thì anh em những mẫu lo là W898 nha anh em, lo xài cực bền luôn, dò bẫy cô gái, rồi cáp lội xe 7, giò cước thái, thức ăn khoáng, thuốc đầy đủ cho nghe nè, quần áo ngụy trang rồi. Em nhu cầu mỗi nồi alo em ha. Bên em cũng bán Kumalai đi nghe nè. Xin chào anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe.